Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên Khủng long. Ok, thì trong tập này đầu tiên mình sẽ tiến hành đi kiểm tra xem mấy con khủng long mà mình đã hồi sinh trước đó nó như thế nào rồi nha. Đây là em Torichinosaurus. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Nó là thêm hai con Tori non nữa nè. Đó. Thêm hai con Tori nhỏ nữa và nó rất là xịn luôn nha. Đó. Bên này là chuồng của Stegosaurus. Đó, các bạn có thể thấy không? Rất là nhiều em Stego luôn. Và chúng ta hãy kiếm xem thử có bao nhiêu con Stego đực nha. Ở đây là một con, cái con đầu đèn nha. Đó. Ồ, và một con Stego đực nhỏ nữa nè. Và thêm một con nữa. Thế là chúng ta đã có thêm được hai con Stegosaurus đực nữa. Quá là xịn luôn. Đó. Thế là tổng chuồng đã được ba con rồi. Và bên đây chúng ta sẽ thăm em Ankylosaurus nha các bạn. Ồ, và nó đang tiến hành cho cái trứng này nó nở nữa nè. Trời, cái bọn này ăn rồi cứ đẻ thôi à. Cho mày một trứng nữa này con. Đó. À dạ, cái con này nó âm mưu các bạn ơi. Các bạn thấy không? Đó, nó tính chui ra đó. Ồ, đó cứ sắp sắp lại gần á. Tính chui ra sao đó các bạn. Ôi giời ơi, con này lanh thế nhờ. Ok. Ok, đó là Ankylosaurus nha các bạn. Và qua bên đây chúng ta sẽ gặp được những em Parasaurolophus nha các bạn. Oh, nhìn rất là xịn nha. Con này thì cực kỳ to luôn. Oh, cũng gọi là to nhất trong tất cả các con ăn cỏ mình đang có rồi đó. Nó cũng ngang ngửa với con Torichinosaurus rồi á. Oh, và nó đã sinh thêm mấy con nữa kìa. Còn bên đây là mấy em Bachycephalosaurus. Mấy em này thì mình chưa có con cái nên không thể duy trì nòi giống được. Trời ơi. Đó, khủng long đầu dày. Đó. Ok, thì tập hôm nay chúng ta lại tiếp tục hồi sinh một em khủng long ăn cỏ tiếp nha các bạn. Mình chỉ thiếu một cái DNA của một con, đó chính là Triceratops. Cái con khủng long ba sừng đó, mình vẫn chưa có DNA của con đó. Thôi, hiện giờ mình đang rất là hóng đây. Thôi, bây giờ mình sẽ hồi sinh em khác. Đây, mình sẽ tìm luôn nha các bạn. Đâu nó đâu rồi ta? Nó đâu rồi? Tìm nó mau thôi. Đây, Rhyosaurus nha các bạn. Đó. Đây, có 6, à có 5 cái luôn nè. Quá xịn luôn. Chúng ta sẽ tiến hành. Đó. À, có 6 cái chứ. Đó, chúng ta sẽ tiến hành cho nó hồi sinh. Đó. Bỏ tất cả DNA vào. Và ở đây thì mình sẽ bỏ đó, hai cái cây Paleograph vào. Ây da, cuốn sách này nó không có hồi sinh được đâu. Ok, rồi cùng trở về nhà đi ngủ phép thôi các bạn ơi. Đi ngủ rồi sáng mai chúng ta sẽ tiến hành đi xây chuồng. À, hình như là mình chưa có đủ kính. Hay chắc là phải đi đào kính nữa thôi. Trời ơi, để đầu tiên đi ngủ trước cái đã. Lên đây đi ngủ phép nào. À, trước tiên nữa mình đi sửa một vài cái vật phẩm cũng như là enchant thử nha các bạn. Chúng ta sẽ sửa cái cây sẻn này đi. Coi thử nó tốn bao nhiêu. Ui, sửa không được nữa các bạn ơi. Nó ghi là still too expensive rồi. Rất là kinh khủng luôn. Trời ơi, chúng ta sửa có một viên kim cương lên được một xíu thôi mà nó trời của mình rất là nhiều cấp cơ. Thôi không thể tin được luôn. Chán thiệt chứ. Trời ơi, vậy sao mà làm ăn gì được nữa. Đi ngủ phép thôi. Rồi. Trời, nó cũng đã sáng rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua vùng sa mạc và tiến hành đi đào cát ở đây nha các bạn. Cũng như là mình sẽ xây cái khuôn cho cái chuồng khủng long luôn nha. Ok.
không? Blonde hair, blue eyes, that'll make you faint on sight. But she looks like trouble. Her lips so kissable and poisonous. I know she won't be good for me. Like
Cuối cùng thì mình cũng đã xây xong cái khuôn cho cái chuồng khủng long rồi nha các bạn. Rồi bây giờ để mình qua bên đây để mình tiến hành chế tạo một vài thứ và cho nó nấu cát này đi ra, nấu cát này cái đã. Cát rất là nhiều luôn. Chúng ta sẽ cho nó nấu. Khá là thoải mái các bạn ơi. 6 cái lò luôn mà. Cho chúng bay nấu thoải mái luôn nha. Rồi. Đây mình sẽ lấy mấy cái kiến ra hết nha. Đó. Lấy kiến ra hết, lấy kiến ra hết. Chúng ta còn ốp cái chuồng nữa chứ. Ok. Bên đây, rồi, đủ rồi nha. Để mình qua bên phía bên này. Bên này thì nó nhiều kiến hơn bên kia. Lần này thì mình lại để nhiều kiến ở bên này hơn. Đó, 6 stack đầu đó các bạn. Wow. Đó, mỗi lần lấy rất là sướng luôn. Trời ơi, còn gì bằng nữa. Kiến một đống luôn kìa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đâu rồi? Cùng tiến hành tạo thêm mấy cái nút cũng như là tạo 4 cái feeder nha các bạn. Cứ lúc nào cũng vậy, 4 cái nút và 4 cái feeder thôi. Đây, qua bên đây, mình lấy thêm sắt nữa chứ. Ai da. Ăn một phát cái đã. Trời ơi. Lấy thêm sắt nè, chúng ta sẽ cần mấy block sắt nữa nè. Mấy con khủng long này nó hao sắt của mình quá các bạn ơi. Kinh khủng thiệt chứ. Đây. Chúng ta sẽ tiến hành gợp cái cây quan này trước cái đã. Nó gợp nó cũng không lên được bao nhiêu thì cái cây quan kia nó không có cái gì luôn á. Rồi, 8 block sắt trước này nha các bạn. Tiếp theo đó chúng ta sẽ cần hai cái cửa bằng sắt nha. Đó. Rồi. Ok, và mấy cái nút, 8 cái nút. Đó, chúng ta sẽ tiếp tục tạo luôn mấy cái feeder. Để mình coi công thức của feeder như thế nào nha. Nó sẽ cần thêm stone của mình nè. Và cần thêm cái gì nữa đây? Feeder, cùng tìm công thức thôi các bạn. Đây là công thức của feeder. Cần iron, bucket và cần mấy cái glass. Rồi, quá là đơn giản luôn. Bucket. Chúng ta sẽ tạo thêm 3 cái nữa là đủ. Đó, 4 cái thôi. Rồi, đủ hết chưa? 4 cái này. Và đây. Ta-la! Đủ 4 cái feeder rồi nha các bạn. Ok, quá xịn luôn rồi. Đó. Chúng ta sẽ dọn dẹp một tí và tiến hành đi ra ngoài kia. À, trước tiên để mình chisel hết cái đống glass này luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ chisel thành kính cường lực reinforced glass. Với công thức rất là đặc biệt luôn, được nấu bằng thạch anh địa ngục và cát. Rất là hay luôn. Và đây là iron đã được chisel luôn nè. Ok, ngon. Và hai cái đèn bí ngô nữa. Chúng ta hãy cùng ra đây và tiến hành xây cái chuồng thôi nha các bạn. Đây. Chúng ta sẽ xây thêm. Ở đây chúng ta sẽ xây thêm nha. 29 cái là đủ đúng không? Đó. Cứ kéo qua đây đi. Tới cái lock thứ 17 chúng ta sẽ trừ ra 4 ô. Đó, 4 ô này là cái cổng để mình vào đó các bạn. Rồi chúng ta sẽ xây thêm tiếp tục. Và trừ ra 4 cái reinforced glass nữa là đủ rồi. Ok, bây giờ tiếp tục kéo cái chuồng ra thôi. À, quá là đơn giản luôn. Trời ơi, nó lại xịn lắm luôn nha. Này da. Rồi, ngon. Ở đây để mình tạo luôn cái cánh cửa vào cái chuồng nha các bạn. Mình hy vọng mình sẽ tìm thấy sớm cái DNA của con Triceratops. Mình đang rất là thích cái con khủng long ba sừng đó nhưng mà vẫn chưa thấy nó. Trời ơi. Phải chi mà có nó là mình hồi sinh nó trước tiên, trước cái con Stegosaurus nữa kìa. Nhưng mà đáng tiếc quá các bạn ơi. Trời ơi. À, không biết mình đã có DNA của con Bachiosaurus nữa chưa nữa. Trời ơi. Rồi, mình sẽ xây lên nha. Đủ rồi. Đây mình sẽ tiếp tục ốp qua bên như thế này. Và lên thêm 2 ô nữa. Chúng ta sẽ tiến hành ốp mấy cái slab của tôi đâu rồi. Đây, work slab đây nha các bạn. Chúng ta sẽ tiến hành ốp nó nè. Ốp mày nè con. À da. Mình ốp cái này hay bị double click lắm. Không hiểu sao. Cứ mỗi lần xây dựng là bị double click thôi. Chán thật. Ok. Qua bên này chúng ta sẽ tiếp tục ốp nha các bạn. Mấy cái này là quá đơn giản luôn. Thì cái con Rhinosaurus này thì nó khá là nhỏ nha các bạn.
Và mình cũng đang rất là mong chờ cái hình ảnh của nó trong game này như thế nào đây. Đây là một con khủng long mới, mới đối với mình. Tại vì mình từ khi bản Fossil and Archaeology nó cập nhật thì mình chưa có chơi đó. Nên đối với mình thì nó là mới thôi. Ở đây mình sẽ lấy mấy cái Netherwork ra để chúng ta sẽ tạo luôn mấy cái Work Slab nha các bạn. Tạo luôn mấy cái Work Slab. Rồi hết Netherwork rồi. Trước tiên là tạo mấy cái đây Work Block cái đã. Đây Block of Work chứ. Vậy nó mới chịu. Rồi có được rất là nhiều rồi nha. Tạo thêm một mớ nữa nè. Ok, giữ một cục và chúng ta đã có rất là nhiều cái này luôn nè. Tạo thêm 8 cái block iron nữa. Giá thu gọn cái diện tích ở đây lại, chúng ta sẽ đỡ khổ hơn. Hả? Rồi. Ok, để mình sẽ lấy một stack thôi. Còn số còn lại chúng ta sẽ để dành để cho những tập sau nha. Hiện giờ mình cũng đang bắt đầu thiếu Netherwork luôn rồi đó. Chắc một tập nào đó chúng ta sẽ đi đào nữa thôi. Trời ơi. Ok, cùng đi ra chuồng thôi các bạn ơi. Đó. À quên, chúng ta đi ra đây lấy một mớ đồ cái đã. Bỏ vào feeder chứ, mình quên mất. Đây. Lấy mấy cái potato này luôn. Thì con Rhinoceros này cũng là một trong những con ăn cỏ nha các bạn. Động vật ăn cỏ thôi. Ô cà rốt mình đang thiếu rất là nhiều luôn. Chắc tí mình phải tiến hành thu hoạch mấy cái lúa và cũng như mấy cái cây ở trong cái nông trại của mình nữa nha. Đó. TP ra ngoài đây, chúng ta sẽ tiếp tục ớp mấy cái Sword Slab ở đây nha. Rồi. Ớp Sword Slab thôi. Xịn nhiên. Ớp tiếp tục. Ồ, nó còn một cái khoảng xa nữa kìa. Mình cứ sợ nó lọt thôi. Nếu mà lọt xuống là mình chết luôn đó. Ây da. Ta lại tiếp tục. Hiện giờ thì mình đã có một vài ý tưởng cho những cái chuồng cũng như là cho cái công viên khủng long của chúng ta rồi. Và thì mình sẽ tiến hành triển khai sớm thôi. Mong các bạn chú ý đón xem nha. Ok. Ây da, xuống đây cái đã. Đào mấy cái block này đi luôn. Đào cái cây trụ bằng cobblestone này đi luôn nha. À, xong, bây giờ là tới chuyên mục gắn đèn Neon Glowstone. Đây, Neon Glowstone nha các bạn. Vẫn là chuyên mục gắn đèn quen thuộc thôi. Đó. Cách ra 7 ô chúng ta sẽ thêm một cái cây đèn. Đó. Đây, tiếp tục qua bên đây và cách ra 7 ô tiếp tục nha. Cứ như vậy nó thành thói quen thôi. Đó. Ta-da, quá xịn. Rồi qua bên đây cách 2 ô thôi. Bên đây cũng cách 2 ô luôn. Như vậy nó mới sáng các bạn ơi. Vẫn tiếp tục. Mấy cái đèn bằng glowstone này thì nó sáng hơn là cái cây đuốc. Và nó cũng sáng ngang ngửa cái check o lantern nha các bạn. Có điều thì thẩm mỹ nó sẽ đẹp hơn một xíu thôi. Đó. Xuống đây ớp tiếp tục. Và bên này chúng ta sẽ giống qua thôi. Giống qua thì nó chắc cũng đơn giản thôi. Mặc dù chỗ này nó rất là dễ lộn. Ok. Và block đây nữa. Rồi. Chỉnh nha. Chúng ta còn 4 block nữa. Mình sẽ ớp một cái chỗ này nha các bạn. Rồi qua bên đây. Ây da, nhìn nó méo méo. Mình tưởng ớp bị nhầm tay chứ, nhầm chỗ chứ. Trời ơi. Tiếp tục nha. Qua bên đây luôn. Ớp mày luôn nha con. Rồi và block cuối cùng. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục sáng tạo ra cái hồ để cho bọn khủng long này nó tắm nha các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình đã làm xong nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành lấy mấy cái trứng của con Cryosaurus ra nha các bạn. Đây, mình có 5 cái trứng hả ta. Ây da, hồi nãy mình cho 6 con được mà. Sao giờ có 5 cái trứng à? What the hell? Con lấy nào nó đã bị mất. Tại vì hồi nãy giờ nó bị vỡ khá là nhiều. Còn lại 5 cái trứng mà mình cũng không có để ý cho lắm. Đáng sợ thiệt. Ok, mình sẽ đặt mấy cái feeder ở đây. Thì feeder á,
các bạn không cần phải đặt trồi lên đâu, chúng ta có đặt dưới này nó vẫn ăn nha các bạn. Tại vì đây là thế giới Overworld, nó rất là mấy cái con khủng long ở đây á nó không có chịu. Nếu mà các bạn chơi ở thế giới phẳng á, cứ đặt feeder một xuống một phát thôi là khủng long nó ăn ngay. Các bạn cứ thử mà xem. Chứ ở thế giới này do nó biết sự tồn tại của tự nhiên á, nên nó không có chịu ăn ở trong feeder mà nó thích đi ăn cỏ, cỏ mọc đó. Đây, 30% rồi. Chúng ta sẽ thêm sugar cane vào trong đây. Tiếp tục thêm mấy cái thực vật vào trong đây cho nó đầy cái feeder cái đã. Nó không ăn thì cũng kệ nó thôi. Tiếp tục làm đầy cái feeder. Ây da, mình còn 3 món nữa hả? Carrot, melon và seeds. Ok, bỏ cái seed này vào nha các bạn. Bên đây mình sẽ bỏ cái gì đây? Bỏ carrot. Và bên đây mình sẽ bỏ melons. Ngon. Cắt mấy cái dirt block này đi. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị sẵn sàng cho cái công cuộc mấy con Rhyosaurus này hồi sinh thôi. Rồi đủ hết rồi đó. Xem thử nó được bao nhiêu phần trăm thôi nè các bạn. Ồ 61% rồi. Wow, 61% rất là nhanh luôn ha. Rồi cứ đông đưa mấy quả trứng này nữa thôi. Nhìn màu nó rất là khác mấy quả trứng còn lại ha. Trời ơi, đúng là mỗi loài khủng long mỗi loài trứng à. Mà chẳng lẽ nó đẻ như nhau ta? Chẳng lẽ trứng nào cũng như trứng đó? Trời ơi, sao kỳ quá vậy? Ai, 79%, 80% rồi. Chúng ta sẽ chờ một xíu thôi. Nó sẽ lên rất là mau nha các bạn. Đâu tầm 90% thì nó sẽ bắt đầu rung lắc đó. Ok, 86 rồi kìa. 87, 88, 89 và 90. Nó đã bắt đầu rung lắc hết rồi. 5 quả luôn kìa. Ok, đục lỗ chui ra đi mấy đứa. Chui ra đi nào. Và... ta-da! Em đầu tiên, em thứ hai, em thứ ba, em thứ tư và em cuối cùng. No. Đây là những con Rhyosaurus. Nhìn nó rất là nhỏ. Đây là con mèo nha các bạn. Bên đây cũng là con mèo. Chúng ta có thêm một con female. Một con mèo và một con female. Thế là hai con cái và ba con đực. Quá là tiện luôn, chúng ta có thể để chúng nó tự nhân giống cho nhau rồi. Đây mình sẽ trồng cái cây Paleorap, mấy cây cao cổ đại, để cho nó mát cái bọn này đi. Bọn này nhìn nó nhỏ nha. Nó nhỏ hơn mình nghĩ rất là nhiều nha các bạn. Cũng là loài khủng long ăn cỏ nhưng mà nó nhỏ quá nha. Quá xịn luôn. Chúng ta sẽ đi trồng. Trồng thêm mấy cái cây này nữa đi. Đó, vậy mới ngon chứ. Trồng thêm nữa nè. Ok. Trồng thêm. Trồng thêm. Ây da, cho thêm một cây nữa nha. Đó, cỏ ở đây mình sẽ tiếp tục làm đầy. Cho xíu nữa mà mình bón cái cốt gà. Nước cốt gà thì nó sẽ ăn tự động ăn cỏ. Sẽ đỡ mất công hơn. Ok, rồi để mình lấy nước cốt gà đó nào. Này, nước cốt gà trong tập trước này các bạn. Rồi để xem. Ăn bạo quá. Mà nó đổi màu kìa các bạn. Nó thành màu cam rồi kìa. Trời ơi, xịn nha. Ui mà sao nó ăn ít quá vậy? Con này nó chỉ cần 5 cái bình nước cốt gà thôi là đủ rồi. Và kích thước tối đa của nó là như vậy thôi. Con này đổi qua màu xanh các bạn ơi. Con kia thành màu nâu và con này thành màu xanh. Và nó ăn cỏ cực bạo luôn. Full rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Hai con màu xanh nè. Và con này. Con này là màu gì? Màu cam. Màu nâu chứ. Rồi và con cuối cùng. Vậy là mấy con đực nó sẽ có màu xanh. Màu xanh này các bạn ơi. Đó. Và mấy con cá sẽ có màu nâu. Quá là tuyệt vời luôn. Bọn này thì nó xài quá là ít nước cốt gà của mình. Đỡ tốn, chúng ta có thể để dành cho những con khủng long kế tiếp nha. Rồi, đủ rồi. Ok. Nãy giờ mình thấy thiếu cái gì đó nha. Trời ơi, mấy con khủng long này. Ok, mình sẽ đưa cho các bạn những thông tin cần thiết về Rhyosaurus nha các bạn.
Nãy giờ mình thiếu thiếu đó chính là bọt shader các bạn ơi. Hồi nãy do cái lúc mà đang xây cái hồ á, mình bật shader thì mình không có thể nhìn được cái mực nước nó như thế nào. Trời ơi, thôi, thế là shader các bạn cuối thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Ngày hôm nay mình đã hồi sinh được 5 em Rhyosaurus, cũng là một loài khủng long ăn cỏ. Và đây là loài thứ 6 của mình. Thì nếu thấy hay các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ ấn chia sẻ cũng như là comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.